chi. Ở đây mình có bao ốc đúng không? Vàng sẽ lấy cây đỏ. Bao ốc thì bạn bọc vít. Ở đây mình có ba lá bài cũng vậy luôn, vàng sẽ lấy cây và đỏ. Thấy chưa? Hiểu không? Rồi. Bây giờ em bấm xuống và em xào bài lên cho mình. Xào lộn xộn lên, đừng cho anh thấy nha, anh không nhìn. Rồi, okay. Em lựa một lát ốc tùy em. Đó, đúng không? Bây giờ em dặn ba ốc thì mình đi. Em luôn cặp cặp vô nha, cặp cặp vô. Bây giờ em bỏ bao ốc này vô trong cái hũ này giùm anh. Bỏ từng con vô, đúng rồi. Hai con, là ba con. Rồi, đậy nắp lại. Bây giờ em cầm nó luôn. Rồi, bây giờ em cầm nó. Và em quay. Quay, đúng rồi. Quay mạnh lên. Khi em quay em nhìn vô đây, tập trung cái lá bài này em chọn. Không biết là nó màu gì, em tập trung vô đây. Quay. Rồi, ngưng lại coi. Em có thấy gì lạ không? Có gì lạ không? Có ốc màu xanh bị xúc rồi. Đúng rồi. Nè, xem. Đúng rồi, thấy không? Khi em quay là... Đúng không? Hai con ốc màu vàng với màu đỏ giữa bình thường đúng không em? Riêng con có màu xanh nó là bị tuột. Ốc nó rồi, mít màu xanh bị tuột ốc nó rồi. Ha. Và đây chính là lời tiên tri của con ốc. Nó tiên tri là em chọn màu xanh. Ôi sao hay vậy anh? Quá ghê.